Xin chào tất cả các em, các em thân mến, phương trình và hệ phương trình là những vấn đề đã xuất hiện hơn 2.000 năm lịch sử. Trong chương 3 đại số 9, các em đã được học về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại những kiến thức trong nội dung của bài giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài học ngày hôm nay của chúng ta có những nội dung chính như sau. Chúng ta sẽ cùng nhắc lại những kiến thức cơ bản. Trong phần kiến thức cơ bản, các em sẽ nhắc lại khái niệm và các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và trong chương trình của đại số 9 thì sau này khi nói đến hệ phương trình ta hiểu rằng đó là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Trước hết chúng ta có khái niệm như sau. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ có dạng ax cộng bi bằng c và a'x cộng b'y bằng c'. Trong đó, a, b, c, a phẩy, b phẩy, c phẩy là các số với điều kiện a bình cộng b bình khác không và a phẩy bình cộng b phẩy bình khác không. Còn x, y được gọi là ẩn số. Để giải hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn này thì chúng ta thường làm theo hai cái phương pháp như sau. Phương pháp thứ nhất là phương pháp thế. Và phương pháp thế có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là từ một cái phương trình của hệ đã cho ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại để được một hệ phương trình mới tương đương với hệ ban đầu, trong đó có một phương trình chỉ còn một ẩn. Giải hệ phương trình mới này ta tìm được nghiệm của hệ phương trình đã cho. Phương pháp giải thứ hai đó là chúng ta có thể giải bằng phương pháp cộng đại số. Phương pháp cộng đại số có nghĩa là chúng ta sẽ nhân cả hai vế của mỗi phương trình với một số khác không thích hợp nếu cần để hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau. Khi đó chúng ta sẽ cộng hoặc trừ các vế của hai phương trình để được một cái phương trình mới chỉ còn một ẩn. Sau đó chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình gồm phương trình mới và một trong hai phương trình của hệ thì ta sẽ tìm được nghiệm của hệ phương trình đã cho nội dung chính thứ hai trong cái tiết ôn tập ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ cùng ôn tập lại một số cái dạng bài tập ở trong cái thời lượng của chương trình này cô và các em sẽ cùng uh, ôn tập lại ba cái dạng như sau dạng thứ nhất đó là các hệ phương trình dạng cơ bản Dạng thứ hai là các hệ phương trình đưa được về dạng cơ bản và dạng thứ ba đó là một số bài toán tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước. Để ôn tập lại cái phương pháp thế và phương pháp cộng đại số, cô mời các em cùng ôn tập lại các cái bài tập thông qua cái dạng thứ nhất, đó là các hệ phương trình dạng cơ bản thông qua cái ví dụ 1 như sau. Ví dụ 1, giải các hệ phương trình sau: cô a nhỏ trừ x cộng 3y bằng 5 và 5x trừ 2y bằng 1. Các em quan sát thấy từ cái phương trình thứ nhất này, cô có thể biểu diễn được x theo y, đó là x bằng 3y trừ 5, sau đó cô sẽ thay thế vào phương trình thứ hai. Lúc bây giờ chúng ta biến đổi tương đương và dễ dàng tìm ra được nghiệm là x bằng 1 và y bằng 2. Lúc này chúng ta sẽ kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng 1, 2. Để tiếp tục ôn tập lại các cái phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, cô và các em sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa đó là ý B. Giải hệ phương trình 3x cộng 4y bằng 2 và 3 phần 2x cộng 2y bằng 1 ở trong câu b này nếu như cô cũng sử dụng cái phương pháp thế giống như là câu a thì chúng ta quan sát thấy là ở cái phương trình thứ nhất chúng ta có thể biểu diễn x theo y hoặc y theo x ở đây cô lựa chọn là chúng ta sẽ biểu diễn y theo x à, lúc bấy giờ chúng ta sẽ có là y bằng hai trừ đi ba x phần bốn sau đó chúng ta thay vào phương trình thứ hai à, lúc bấy giờ các em sẽ quan sát rằng cái phương trình thứ hai này của chúng ta nó ở dạng phân thức và việc uh, tính toán biến đổi nó trở nên là phức tạp và không thuận lợi, đúng không nào? Do đó là chúng ta sẽ thấy rằng là ở hệ phương trình thứ hai này thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp cộng đại số. Các em hãy quan sát các hệ số của x và y ở cả hai phương trình và ta thấy rằng là nếu như cô nhân cả hai vế của cái phương trình thứ hai này với hai thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thu được một cái hệ phương trình mới là 3x cộng 4y bằng 2 và 3x cộng 4y bằng trừ 2. Tiếp tục biến đổi tương đương thì chúng ta sẽ có hệ phương trình là 0x bằng 4 và 3x cộng 4y bằng âm 2. Chúng ta quan sát ở cái phương trình thứ nhất này chúng ta thấy 0x bằng 4 là một cái phương trình vô nghiệm. Do đó chúng ta sẽ kết luận là hệ phương trình vô nghiệm vừa rồi cô đã giới thiệu với các em hai bài tập là a và b vậy thì qua hai cái bài tập này các em thấy rằng là khi nào chúng ta nên sử dụng phương pháp thế và khi nào thì chúng ta nên sử dụng phương pháp cộng đại số ạ và các em dễ dàng quan sát là khi mà các cái hệ số của x hoặc là y ở trong một hay hoặc hai phương trình này mà có một cái hệ số là một hoặc âm một thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp thế còn khi mà các hệ số gắn với x và y ở đây không có cái hệ số nào là một và âm một thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp cộng đại số và sử dụng cái phương pháp cộng đại số này thì giúp cho các em dễ dàng tính toán và trình bày một cách hợp lý hơn chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập các cái phương pháp giải này thông qua một cái ví dụ nữa như sau. Câu C. Giải hệ phương trình 1 phần 2x trừ 1 phần 3y bằng 1 và 3x trừ 2y bằng 6. Như cô vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là đối với cái hệ phương trình này chúng ta nên dùng phương pháp nào ạ? À, rõ ràng là chúng ta nên dùng phương pháp cộng đại số đúng không các em? Và bằng quan sát các cái hệ số của x và y ở trong cả hai phương trình này thì chúng ta thấy rằng là nếu như cô nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 6 thì lúc bấy giờ phương trình thứ nhất sẽ là 3x 2y bằng 6 còn phương trình thứ hai chúng ta vẫn giữ nguyên đó là 3x 2y bằng 6. Tiếp tục biến đổi tương đương thì chúng ta sẽ có được kết quả đó là 0x bằng 0 và y bằng 3x 6 phần 2. Các em quan sát thấy rằng là cái phương trình thứ nhất không x bằng 0 này, đây là một cái phương trình có vô số nghiệm. À, cho nên sẽ có rất nhiều bạn sẽ kết luận rằng hệ phương trình vô số nghiệm. Vậy theo các em là kết luận như vậy thì đã chính xác chưa ạ? Chúng ta thấy rằng kết luận như thế là chưa chính xác đúng không các em? Bởi vì chúng ta cần phải kết luận rõ hơn nữa, đó là hệ phương trình có vô số nghiệm dạng x thuộc r và y bằng... 3x 6/2. Qua ví dụ 1 vừa rồi các em thấy là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì nó có thể có một nghiệm hoặc vô nghiệm hoặc là có vô số nghiệm đúng không nào? Và trong thực tế giải toán thì không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái hệ phương trình cơ bản như thế này mà đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái hệ phương trình phức tạp hơn. Vậy liệu những cái hệ phương trình phức tạp hơn đó có thể chuyển được về thành hệ phương trình cơ bản hay không thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thông qua dạng toán thứ hai. Chúng ta đến với ví dụ 2, giải các hệ phương trình sau. Câu A nhỏ. 2 nhân với x 1 3y 3 và 3 nhân với x 1 2 nhân với y 1 2. Thì các em thấy rằng cái hệ này uh, tuy là còn đang hơi phức tạp đúng không ạ? Nhưng bằng một cái phép biến đổi thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là hệ phương trình này uh, chuyển được thành là 2x trừ 3y bằng 5 và 3x trừ 2y bằng 7. Cô sẽ giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng đại số. Đó là cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 3 để chúng ta có các cái hệ số ở đây là 6 uh, giống nhau. Uh, lúc này chúng ta sẽ tiếp tục biến đổi và chúng ta sẽ thu được cái kết quả là x bằng 11 phần 5 và y bằng trừ 1 phần 5. Lúc này chúng ta sẽ kết luận là hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng 11 phần 5 và trừ 1 phần 5. Theo các em thì ngoài cái cách biến đổi này ra thì có còn cái cách biến đổi nào khác để đưa cái hệ phương trình này trở thành cái hệ phương trình cơ bản giống như trong ví, ví dụ 1 không ạ? Các em cùng quan sát lên màn hình thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như cô chuyển số 3 ở vế phải của phương trình thứ nhất sang vế bên trái khi đó thì ta sẽ thu được một cái hệ phương trình mới đó là 2 nhân x 1 trừ 3 nhân y cộng 1 bằng 0 và cái phương trình thứ hai là 3 nhân x 1 trừ 2 nhân y cộng 1 bằng 2. Các em quan sát hai cái phương trình này thì ta thấy là có những cái biểu thức giống nhau ở cả hai phương trình. đó là x 1 và y cộng 1. Do đó là chúng ta có thể nghĩ đến cái việc là đặt ẩn phụ ở đây đúng không các em? Và nếu như mà cô đặt x 1 bằng u và y cộng 1 bằng v thì khi đó cái hệ phương trình của chúng ta nó sẽ trở thành cái hệ là 2U trừ 3V bằng 0 và 3U trừ 2V bằng 2. Và đây là một cái hệ phương trình cơ bản đúng không nào? Và cô nghĩ rằng là cái hệ phương trình cơ bản này thì cô tin tưởng là các em sẽ hoàn toàn giải được nó. Và lúc này chúng ta biến đổi thì chúng ta sẽ tìm được các giá trị của U và V. Sau đó chúng ta sẽ thay lại với các cái biểu thức của U và V để chúng ta tìm được các giá trị của X và Y. Và để hiểu hơn về cái cái phương pháp đặt ẩn phụ mà cô vừa mới chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một cái ví dụ nữa thông qua câu B. Giải hệ phương trình 1 trên x trừ 2 cộng 1 trên y cộng 1 bằng 3. Và phương trình thứ hai là 2 trên x trừ 2 trừ 3 trên y cộng 1 bằng 1 taem quan sát hệ phương trình cho ở câu B thì chúng ta sẽ thấy rằng đây chưa phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đúng không nào? Tuy nhiên là uh, nếu như mà cô sẽ viết là 2 trên x 2 bằng 2 nhân với 1 trên x 2 và 3 trên y cộng 1 thì cô sẽ viết là thành là 3 nhân với 1 trên y cộng với 1. Thì lúc này các em sẽ thấy là điều gì ạ? Các em quan sát thấy có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong cả hai phương trình 1 và 2 thì chúng ta nhìn thấy có những cái biểu thức giống nhau đúng không nào? Đó là 1 trên x 2 và 1 trên y cộng 1 và cái quan sát thứ hai nữa đó là các em thấy rằng là bây giờ ẩn của chúng ta là x và y đang nằm ở đâu các em à, rõ ràng là đang nằm ở dưới mẫu số đúng không nào vậy thì trước khi giải một cái hệ phương trình mà các ẩn đang nằm ở dưới mẫu số thì theo các em là cần phải làm việc gì trước à đúng rồi chúng ta cần phải đặt điều kiện để cho cái hệ phương trình của chúng ta có nghĩa trước và điều kiện ở đây là các mẫu số phải khác không ta có là x khác 2 và y khác trừ 1. À, lúc này chúng ta sẽ đặt 1 trên x trừ 2 bằng u và 1 trên y cộng 1 bằng v. Khi đó hệ phương trình đã cho nó trở thành cái hệ phương trình mới đó là u cộng v bằng 3 và 2u trừ đi 3v bằng 1. Và các em thấy rõ ràng đây là một cái hệ cơ bản đúng không các em? Và cô sẽ giải cái hệ phương trình này bằng cái phương pháp cộng đại số tức là cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 3. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục biến đổi thì uh, chúng ta sẽ có cái kết quả là u bằng 2 và v bằng 1. Đến đây thì có rất là nhiều em học sinh kết luận là vậy hệ phương trình có nghiệm là 2 và 1. Theo các em kết luận như vậy có đúng không ạ? À, rõ ràng kết luận như vậy là đã sai mất rồi đúng không các em? Bởi vì nghiệm của chúng ta đang cần tìm ở đây là x và y, và ở đây thì chúng ta mới tìm được u và v thôi đúng không ạ? Chúng ta chưa tìm được x và y. À, lúc này chúng ta sẽ thay uh, các cái giá trị của u và v vào các cái biểu thức tương ứng mà các em đã đặt. Lần này các em cần phải lưu ý là thay đúng vào các cái biểu thức mà chúng ta đã đặt. Đó là chúng ta có là u bằng 1 trên x 2 bằng 2, tức là ta có 1 trên x 2 bằng 2 và 1 trên y cộng 1 bằng 1. Ờ, tiếp tục giải cái hệ này thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là x bằng 5 phần 2 và y bằng 0. Và đến đây thì sẽ rất là nhiều bạn kết luận luôn. Vậy hệ phương trình này có cặp nghiệm là x y là bằng 5 phần 2 và 0. Thì các em thấy lời giải như vậy đã trọn vẹn chưa ạ? À rõ ràng là vẫn còn thiếu sót đúng không các em? Bởi vì trong câu B cái hệ phương trình của câu B này thì chúng ta thấy rõ ràng x và y ở đây có điều kiện đó là x khác 2 và y khác trừ -1. À, cho nên khi mà các em đã tìm được các giá trị của x và y thì các em cần phải uh, kiểm tra lại các cái điều kiện mà chúng ta đã đặt ra từ đầu và ta thấy rằng hai cái giá trị x và y này thì hoàn toàn thỏa mãn cái điều kiện đó và lúc này chúng ta ghi là thỏa mãn điều kiện và cuối cùng là kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số xy 5/2 0. Để tiếp tục hiểu hơn nữa về cái phương pháp đặt ẩn phụ thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua cái câu C với nội dung như sau. Giải hệ phương trình căn bậc 2 của x 1 cộng với căn bậc 2 của 2 y bằng 3 và phương trình thứ hai là 2 căn bậc 2 của x 1 trừ đi 3 căn bậc 2 của 2 y bằng 1. À, các em thấy hệ phương trình thì nó cũng gần giống như là hệ phương trình ở câu B đúng không các em với các cái hệ số 1 3 này đúng không nào. Đó, và thứ hai nữa là các em quan sát thì rõ ràng các em cũng nhìn thấy là có những cái biểu thức rất là giống nhau. Đó là căn của x 1 và căn của 2 y đúng không nào? Thế nhưng cô nghĩ rằng là các em sẽ dễ dàng nhận ra là chúng ta sẽ phải đặt ẩn phụ như thế nào rồi đúng không? Cái quan sát thứ hai nữa các em nhìn thấy này, ở đây bây giờ ẩn của chúng ta lại nằm ở dưới dấu căn thức bậc 2 đúng không ạ? Vậy thì theo các em là trước khi giải cái hệ này thì chúng ta cần phải làm thế nào? À đó là chúng ta cần phải đặt cái điều kiện để cái hệ phương trình này có nghĩa và cái điều kiện ở đây tức là các biểu thức ở dưới căn thức bậc hai này phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tương ứng thì chúng ta sẽ có là x 1 lớn hoặc bằng 0 và 2 chữ y lớn hơn bằng 0 thì điều kiện tương ứng của nó sẽ là x lớn hơn hoặc bằng 1 và y bé hơn hoặc bằng 2. Dễ dàng chúng ta nhận thấy ngay là chúng ta sẽ đặt căn của x 1 bằng u và căn của 2 trừ đi y thì bằng v, đúng các em. Đó, thế các em lưu ý ở đây ạ, khi mà cô đặt là u là một căn thức bậc 2 và v cũng lại là một căn thức bậc 2. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì nữa? À đó là chúng ta cần phải đặt cái điều kiện cho các cái ẩn phụ của u và v đúng không nào? Và rõ ràng là cái này thì trong cái câu B chúng ta không có cái điều đó đúng không các em? À, khi mà chúng ta đã đặt được ẩn phụ như thế này rồi thì rất là dễ dàng để đưa được cái hệ phương trình thứ nhất của chúng ta trở thành cái hệ phương trình cơ bản là U cộng với V bằng 3 và 2U trừ đi 3V bằng 1. À, đây là một hệ cơ bản và cái hệ này chúng ta giải ở câu B rồi và chúng ta có cái kết quả là U bằng 2 và V bằng 1. Và vì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta đặt ẩn phụ. U là căn của x 1 còn V là căn của 2 y và có điều kiện của U và V ở đây. Cho nên sau khi chúng ta đã tìm xong được các cái giá trị của U và V thì chúng ta cần phải làm gì các em? À đúng rồi, chúng ta cần phải kiểm tra cái điều kiện của nó. Và chúng ta thấy hai cái giá trị này đều thỏa mãn cái điều kiện UV lớn hơn bằng 0 đúng không nào? Lúc bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mới thay vào các cái biểu thức mà ban đầu chúng ta đã đặt. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy là căn của x 1 bằng 2 và căn của 2 chữ y bằng 1. Giải cái hệ phương trình này ra thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là x bằng 5 và y bằng 1. Và một lần nữa các em thấy rằng là đối với cái bài toán này thì ngay lúc đầu chúng ta đã đặt các cái điều kiện của x và y. Do đó là sau khi giải xong thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các cái điều kiện này rồi mới cái kết luận là vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số x y bằng 5 1. Như vậy vừa rồi cô vừa mới giới thiệu cho các em là giải một cái hệ phương trình bằng cái phương pháp đặt ẩn phụ để đưa về dạng cơ bản. Vậy đối với cái phương pháp đặt ẩn phụ để đưa một cái hệ phương trình trở thành cái hệ phương trình cơ bản thì chúng ta cần phải làm như thế nào? À, thì chúng ta có một cái nhận xét như sau. Khi mà giải cái hệ phương trình bằng cái phương pháp đặt ẩn phụ ấy, thì bước thứ nhất đó là chúng ta cần tìm điều kiện của ẩn để hệ có nghĩa nếu cần. Bước thứ hai đó là chúng ta đặt ẩn phụ và điều kiện của ẩn phụ nếu có. Bước thứ ba là chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình theo ẩn phụ này và bước thứ tư là chúng ta sẽ thay trở lại ẩn ban đầu để tìm nghiệm, kiểm tra điều kiện nếu có và sau đó là kết luận. Bên cạnh những cái bài tập này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta còn gặp những cái dạng toán đó là tìm điều kiện của một cái tham số để hệ phương trình của chúng ta có nghiệm thỏa mãn một cái điều kiện cho trước. Và cô và các em sẽ cùng ôn tập cái dạng toán này thông qua cái ví dụ thứ ba như sau. Cho hệ phương trình AX cộng 4Y bằng chữ 2 và X cộng AI bằng 1 với A ở đây là tham số Câu hỏi đặt ra là tìm A để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Ý thứ hai là tìm A để hệ phương trình vô nghiệm. Và ý tiếp theo là tìm A để hệ phương trình vô số nghiệm. Từ cái phương trình thứ hai chúng ta có thể biểu diễn được là x bằng 1 trừ đi AI. Sau đó chúng ta sẽ thay vào cái phương trình thứ nhất. À, tiếp tục biến đổi và thu gọn thì chúng ta sẽ thu được một cái hệ phương trình mới là a bình trừ 4 nhân y bằng a cộng 2. Cô sẽ đặt đó là phương trình sao và cái phương trình thứ hai đó là x bằng 1 trừ đi ai Thì các em thấy rằng cái phương trình sao này là một cái phương trình mà lúc này nó chỉ còn một ẩn là ẩn y đúng không ạ? Và ta thấy là cái hệ phương trình này cái số nghiệm của nó thì phụ thuộc vào số nghiệm của phương trình sao. Và cái số nghiệm của phương trình sao này thì đây là một cái kiến thức mà chúng ta đã được học ở lớp 8. Cô và các em sẽ cùng ôn lại một chút kiến thức của lớp 8 nhé. Cho cái hệ phương trình AX cộng B bằng 0 hay cô có thể viết là AX bằng trừ B và cô đặt đây là phương trình sao. Đúng không ạ? Chúng ta nhớ lại rằng là cái phương trình này có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi là A khác 0. Và khi đó cái nghiệm duy nhất ở đây là x bằng trừ b trên a. Và cái trường hợp thứ hai là phương trình sao này vô nghiệm khi và chỉ khi là a bằng 0 và b khác 0. Phương trình sao vô số nghiệm khi mà cả a và b đồng thời bằng 0. Và chúng ta sẽ cùng quay lại với cái bài toán ban đầu của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái hệ phương trình của chúng ta có nghiệm duy nhất thì khi và chỉ khi cái phương trình sao này phải có nghiệm duy nhất, đúng không các em? Và cái phương trình sao này mà có nghiệm duy nhất thì khi và chỉ khi cái hệ số A bình trừ 4 này là phải khác 0 đúng không nào? Và A bình trừ 4 khác 0 thì tức là tương đương với lại là A khác cộng trừ 2 đúng không ạ? Và do đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái hệ phương trình của chúng ta ấy mà vô nghiệm thì tức là cái phương trình sao này phải vô nghiệm. Mà phương trình sao vô nghiệm thì cái hệ số A bình trừ 4 của chúng ta này bằng 0 và cái hệ số A cộng 2 này phải khác 0. Và cái điều kiện này thì nó sẽ tương đương với là A bằng 2. Hoàn toàn tương tự thì ta thấy rằng là hệ phương trình của chúng ta ấy mà vô số nghiệm khi và chỉ khi là cái phương trình sau này vô số nghiệm đúng không nào? Và phương trình sau này vô số nghiệm khi nào ạ? Khi mà cả hai hệ số là A bình trừ 4 và A cộng 2 này phải đồng thời bằng 0 và cái điều kiện này thì chúng ta sẽ giải ra được là A bằng trừ 2. Ngoài những cái câu hỏi mà các em đã gặp ở câu A thì chúng ta sẽ còn gặp những cái câu hỏi mà được phát biểu như là câu B. Tìm A để hệ phương trình có nghiệm duy nhất x y thỏa mãn x cộng y bằng 1. Thế thì khi mà gặp cái câu hỏi này á, thì cô thấy rằng là có rất là nhiều bạn giải và gặp những cái sai lầm như sau. Cái thứ nhất đó là các bạn sẽ thấy rằng là hệ số của x ở cái phương trình thứ nhất ở đây là A. Đó là A và do đó bạn ấy sẽ nghĩ đến cái việc là bạn nhân cả hai vế của phương trình thứ hai này với a để có được các hệ số giống nhau bạn sẽ giải theo cái phương pháp cộng đại số sau đó bạn sẽ xét phép trừ ở cả hai vế của hai phương trình này à, lúc bấy giờ chúng ta sẽ thu được cái kết quả như trên thì các em có biết là à, nếu như chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã gặp sai lầm ở đâu không ạ đó chính là chúng ta đã nhân cả hai vế của cái phương trình thứ hai này với a các em này. Và tham số a này thì rõ ràng đó là một cái giá trị mà chúng ta biết là nó chưa khác không, đúng không nào? Hoặc là cái sai lầm thứ hai đó là có bạn sẽ giải theo bằng cái phương pháp thế, bằng cái cách đó là bạn ấy sẽ rút x từ cái phương trình thứ nhất, x sẽ bằng trừ 4y trừ 2 trên a. Đó. Như vậy ở đây bạn ấy cũng đã thực hiện cái phép là chia cả hai vế của một cái phương trình này cho một cái tham số A mà cái tham số A này thì chưa uh, biết được là có khác không hay không. Đúng không ạ? Và đó cũng là cái sai lầm thứ hai. Một cái sai lầm nữa đó là bạn biến đổi. À, lần này bạn sẽ thay là x bằng 1 trừ đi ai thì chỗ này chúng ta thấy vẫn đúng đúng không các em nhỉ? Đó, và bạn ấy sẽ đưa về được đến cái phương trình là a bình trừ 4 nhân y bằng a cộng 2 bạn đặt phương trình sao và cái phương trình thứ hai là x bằng 1 trừ đi ai. Thế thì khi đó bạn ấy nhìn thấy ở đây có a cộng 2, bên này là a bình trừ 4. Sau đó bạn ấy thực hiện cái phép chia và rút gọn. Khi đó này, bạn ấy sẽ thấy rằng là y bằng a cộng 2 trên a bình trừ 4. Và bạn ấy tiếp tục rút gọn thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là y bằng 1 trên A trừ 2 và x bằng trừ 2 trên A trừ 2. Khi đó bạn ấy thay cái kết quả này vào cái biểu thức là x cộng y bằng 1. Sau đó là bạn ấy sẽ tìm ra được cái giá trị của A. Vậy thì làm thế này thì sai lầm ở đâu ạ? cái sai lầm ở đây đó chính là chúng ta mới chỉ quan tâm đến cái yêu cầu thứ hai của bài toán là x cộng y bằng 1 mà chưa quan tâm đến cái điều kiện thứ nhất đó là tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất đúng không nào chính vì như thế cho nên là ở đây chúng ta đã vội vàng xét cái phép chia đó là a cộng 2 chia cho a bình trừ 4 trong đó cái biểu thức a bình trừ 4 này các em Và chúng ta chưa chắc chắn là nó đã khác không đúng không nào Vậy thì để giải cái bài tập này thì trước hết là chúng ta cần phải xử lý cái yêu cầu thứ nhất đó là tìm A để hệ phương trình có nghiệm duy nhất đã. Trong câu A thì chúng ta đã biết là cái hệ phương trình của chúng ta có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi là cái phương trình sau này có nghiệm duy nhất đúng không các em? Và phương trình sau này có nghiệm duy nhất thì khi và chỉ khi là A bình trừ 4 này là phải khắc không và tương đương với lại là A bình... Khác 4 và A khác cộng trừ 2 đúng không nào? Với A khác cộng trừ 2 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất và khi đó thì chúng ta sẽ uh, tính ra được từ cái phương trình sau này chúng ta sẽ tính ra được là Y bằng A cộng 2 trên A bình trừ 4 và X thì bằng 1 trừ đi AI. Uh, và rút gọn cái biểu thức này thì chúng ta sẽ thu được là Y bằng 1 trên A trừ 2 sau đó thay vào cái biểu thức của X thì chúng ta sẽ tìm ra được là X bằng trừ 2 trên A trừ 2 Lúc bây giờ chúng ta sẽ mới xử lý đến cái điều kiện thứ hai là x cộng y bằng 1. khi đó chúng ta sẽ có là trừ 2 trên a trừ 2 cộng với 1 trên a trừ 2 bằng 1. Và giải cái phương trình này ra thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là a bằng 1. Lúc này chúng ta chú ý là chúng ta đang giải quyết cái bài toán này với cái điều kiện là A khác cộng trừ 2. Do đó là sau khi mà giải xong thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái điều kiện này. Và chúng ta thấy rằng là A bằng 1 thỏa mãn cái điều kiện là A khác cộng trừ 2. Lúc đó chúng ta mới kết luận là A bằng 1 là giá trị cần tìm. Và các em thấy là khi mà gặp một cái bài toán với cái đề bài như là ở câu b thì chúng ta cần phải lưu ý là phải đọc kỹ đề bài và xác định rằng là nó có hai cái nhiệm vụ chúng ta cần giải quyết cái nhiệm vụ thứ nhất đó là hệ phương trình có nghiệm duy nhất và uh, sau đó khi mà giải quyết xong cái nhiệm vụ thứ nhất này rồi thì, thì chúng ta mới giải quyết đến cái nhiệm vụ thứ hai đó là cái điều kiện x cộng y bằng một uh, ở cái điều kiện thứ hai này á thì cô cũng có thể thay thế bằng những cái điều kiện khác ví dụ như là điều kiện là x lớn hơn 0 và y nhỏ hơn 0 và y nhỏ hơn không. Hoặc là cô cũng có thể thay thế bằng cái điều kiện là tìm các giá trị nguyên của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất sao cho x y nhận giá trị nguyên. như vậy trong tiết ôn tập ngày hôm nay cô và các em đã cùng ôn tập lại các kiến thức cơ bản về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn gồm có khái niệm và các phương pháp giải của nó à, và đồng thời chúng ta cũng đã ôn tập lại à, ba cái dạng bài tập về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn gồm có hệ phương trình cơ bản các hệ phương trình đưa được về dạng cơ bản và một số bài toán tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước để thực hành tốt hơn, nhuần nhuyễn hơn với những cái kiến thức mà cô và các em đã cùng ôn tập trong cái buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa ra hai bài tập đề nghị và cô hy vọng là các em sẽ dành thời gian để giải quyết hai cái bài tập này. Bài thứ nhất là giải các hệ phương trình sau gồm có 4 câu. Câu A 2 nhân với x cộng 3 bằng 3 nhân với y cộng 1 cộng 4. Và phương trình thứ hai là 3 nhân với x trừ y cộng 1 bằng 2 nhân với x trừ 2 cộng 3. Câu B, 2x trừ 3y trừ 1 trên x trừ y trừ 2 bằng 12 phần 13. Và phương trình thứ hai là 2x cộng 3y cộng 2 bằng 0. Câu C, 5x trên x cộng 2 cộng 2y trên 2y trừ 1 bằng 27. Và phương trình thứ hai là 2x trên x cộng 2 trừ 6y trên 2y trừ 1 bằng 4. Và câu cuối cùng là 2 nhân căn bậc 2 của 2x trừ 1 cộng căn bậc 2 của y cộng 3 bằng 5. Và phương trình thứ hai là 5 nhân căn bậc 2 của 2x 1 trừ 3 nhân căn bậc 2 của y cộng 3 bằng 7. Các em ghi lại các cái đề bài này vào vở để chúng ta sẽ làm bài tập này ở nhà. Bài 2. Cho hệ phương trình m cộng 1 nhân x trừ y bằng m cộng 1 và phương trình thứ hai là x cộng m trừ 1 nhân y bằng 2 với m là tham số Câu A tìm M để hệ phương trình có nghiệm duy nhất cặp số xy thỏa mãn x-2y bằng 2. Câu B tìm các giá trị nguyên của M để hệ phương trình có nghiệm duy nhất cặp số xy với xy có giá trị nguyên. Kem ghi lại bài tập số 2 này vào vở và thực hiện làm bài tập này ở nhà. buổi ôn tập của chúng ta xin được kết thúc tại đây tiết ôn tập sau của chúng ta sẽ là vấn đề giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết ôn tập sau